Mình đi cầu cái lăng vòng vòng nhà bạn lên nướng nha các bạn. Ngày mưa bão quá mình không có đi câu xa được nha các bạn. Hôm nay đi câu gần gần nè, chắc đi xa. Vô bão này mình đâu có dám đi xa đâu các bạn. Câu kiếm cá đủ ăn mình lên nha các bạn. Cá lớn, cá gặp người ta chứ có cá leo đó cũng khủng lắm, nó không nhỏ đâu. Mà cá cha thì có lẽ cá cha dầu nước sâu không, nước sâu mà nước đổ luôn. Cá leo đó nếu mà nó lôi gặp người ta bể bằng cái thao cá rộng từ 20 kg đi lên là cá đó là nhỏ rồi đó. Ông mà bên sông Vĩnh Sơn bển nói chung là cá leo mà nó bá vòng là ông giật mình xong. Mà năm khi mình qua nó bá mình. Đó, mà mấy cá nó bá là hên xui lắm. Chỉ có cỡ là 4 phần là bắt được nó thôi. Rồi 6 phần coi như là xong đó. Tại dây mình đâu có chất lượng. Tại mình đánh cá khoảng chừng chục ký nó lại mà cá dồ quá à. chục ký có thể bắt được, còn cá leo nó chạy cỡ đó thì thua nó, không có đường phản với nó. Đây luôn không? Trời. Lấy luôn đi lên.
im. Ồ ẹp ồ ẹp. Lụm nữa nghe các bạn. Bỏ ngay miệng á. Ở xuống nó gập liền luôn. Lụm này các bạn à, cá lăng lụm tiền ọt ẹt ọt ẹt lên
liêu riêu nha các bạn. Nhưng mà hôm nay mình câu từ ngoài kia dài vô trong này ngay cái con nước lớn nha các bạn. Nước lớn nó chảy mạnh nha các bạn. Còn trong này nước mà nó gầm nó đứng. Quá ngon nha các bạn, lâu lâu mới lên ăn. Về các bạn ơi, tại có một bạn nói câu mình câu đủ ăn mình về nha các bạn. Để tới bến cái mình tát lên cho các bạn xem nha. Giờ dẹp đầu lại gai đi, mình tát lên cho các bạn xem. Đây, đây mình đặt liều riêu luôn nha các bạn. Đặt liều riêu lên cho anh em xem ngon như thế nào. Lên hàng thôi anh em ơi. Đó, nó liền. Cũng được nha các bạn. Đủ ăn là mình dài nha. Con tim nha các bạn.
bạn nhé, xem kênh thì đăng ký ủng hộ nha các bạn. Đây cái này mưa gió mình không có đi qua bên kia có cái dồ đếm được các bạn. Bạn thông cảm nha. Bây giờ lên các bạn ơi. Hẹn các bạn vào video sau nha các bạn. Lên.